Hi anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục leo rank nick bạn này nhé. Mục hiếu. Chắc tầm 2 trận thắng nữa là lên top đợt lại thách đấu anh em. Và vẫn như thông lệ thì mình sẽ chơi khá là cẩn thận thôi, không chôn không chiếc gì. Mình chọn bát đi, hoặc là melee. Ok, mình muốn rát nhé, hai floor hai góc này, khá là bó cẩn này. Nếu mà thắng trận này mình sẽ được bao nhiêu? 7 vàng, mỗi bán này là 8 vàng, thêm một con nữa là 9 vàng. Không đủ tiền nhỉ. Chắc mình sẽ Aaron mình tìm up con nào lên 2 nhé. Up con AMD lên 2 và con floor lên 2 nữa ngon. Floor xin luôn này. Ôi, má xin điên thế. Đau đớn quá. Đấm nó. Hai đấm không? Xin đôi, ok. Video này ulti 15 năm nữa đi. Video led này. Vẫn đang sửa nhà anh em ấy, à nhầm, sửa tủ lạnh. Anywho, có thêm luôn này. Rồi phát thằng cọc lo 2 không? Tu len lấy lại nhé, thôi mình đi lấy lại. Cần mình bán xong. Quả tướng này cũng khá là tín nên là cũng chẳng sợ ai đâu, thoải mái mà chơi thôi. Bắt đầu bước. Cần mình bán con Alice này đi, eco lên tí tiền nhé. Tìm được con floor 2 được ngon. 8 vàng là 19. 19 là này đi là 22 này. Roll một phát là không có. Ê trông cũng ngon nhé. Khóa lại anh em ơi. Khóa lại hai vòng. Một vòng đánh quái, một vòng sau. Xong mình mua. Ok anh em ơi. Một dàn đép thủ hoàn hảo anh em ơi. Hai trận này là 10 vàng này. Trận sau nữa chắc khoảng 12 vàng. Ừ, 12 vàng. Ừ, 12, 12 là lên 34. 34 đúng không? Thì mình eco thêm một vòng nữa. Xong mình đập phát lên level 5. Khóa lại lần nữa chắc ăn anh em ơi. Tướng ngon. Chẳng qua cái này mình đang có cái cung này, mình đang có gươm sấm sét này muốn mua. Khóa một vòng nữa nhé. Vòng này sẽ lên 46 này. 46 mình up lên thành level 5 xong rồi mình cho một con hai con bán thần vào. Vừa đủ tiền. 14. 14 là 48. Đủ tiền. Đúng nhỉ. 22. Khóa lại nữa cho yên tâm. Đang có cung nên là. Ui giáp của mệnh. Cung của giáp của mệnh em ơi. Được. Khoái chí liền. Đây một phát này. Đúng không? Bán thần này. Xong rồi khóa một phát nữa cho yên tâm này. Xong mình sẽ bỏ một con này đi, một con này đi này. Sẽ cho con này vào đây, con này vào đây, con này vào đây, con này vào đây. Cho floor 2 đồ đi. Tại vì nó có bán thần nên nó sẽ có lệch mana một tí này. Khóa hai con Yon lại tí mình chơi. Có ai có Yon không? Không ai đánh Yon đúng không? Toàn đánh Noman đúng không? Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy.
hai đồ kia là mình chơi Yon cũng được, đánh thú cũng được, đánh gì cũng được anh em ạ. Rất là uy tín. Có thể tăng xa cũng luôn, sẽ có Yon 3. Lo bên kia, lo mình xuyên trước này. Tu Lan này. Khỏe điên anh em ơi, khỏe điên. Quá rồi đúng không? Quá nữa chắc ăn nhé. Mấy lần rồi đấy. Truy hồn nữa là xong này. Con Linh Ngọc Đại nhé. Đại xong rồi mình sẽ ném cho con Floor, sẽ xin luôn. Ngọc Đại trận này chơi Quy à? Quy một Yon này. Thú à? Thú Thánh Đồ. Thì ra những giấc mơ. Ok, bỏ khóa lại đã nhé. 1, 2, 3, mình có thể lên luôn. Mặc dù mình nghĩ không cần lắm, team này khá là khỏe. Không cần lên luôn đâu. Tốn tiền anh em, tốn 2 vàng mình. 2 vàng thì mình eco. Chắc không này đép được. Đép được em. Rát đấm. Kịp. Lâu đi một phát, tu lên đi một phát nữa. Chết một con. Ok, chết một con là được. Con xin con lau kia được không? Xin sớm đi. Cầm lặng rồi, thua mất rồi. Ai ơi, sao đánh thường vậy? May. May của đấy hơi liều thật. Của đấy không nên nên làm thế. Ở lo 2 rồi này, ít mít này. Gì bên nhà mình cho thêm một điều bây giờ, thêm con lau đi. Ờ, thêm con lau đi. Kệ cho con Floor xiên luôn nhá. Đừng đạch lạch ràng này. Nhìn tầm Floor này xiên luôn. Sáu con Yon này. Nó uy tín này. Cái này chắc không cần đâu. Lo xiên đôi. Chụp nó ghét không. Chụp nó ghét không anh em. Theo trận này khả năng mình nghĩ đánh thú ngon hơn này. Bởi vì có cái này sớm thì tí nữa mình sẽ ném cho con Kret sớm được. Red cầm con này, cầm cái quả đấy nó cầm máu cũng khá ok. Lau là mình ném con lau vào cho anh giữ chuỗi thắng nhé. Sợ sang quỷ à? Quỷ cân nhắc anh em. Năng cho con lau này vào giữ chuỗi thắng thì mình sẽ cần thêm một con này chăng? Con Norman không để làm gì thôi. Này đi, lau giữa đi. Lo lên trên xin luôn. Này hơi thừa này. Không sao. Nhưng... cái Ngọc Đại kia anh em thể chơi chơi cái trò mình hay chơi cũng được, cái trò cung thủ với cả kẹp voi cũng được, nhưng mà rất cái thú uy tín hơn nhỉ. Thú coi cho kia trong Crash uy tín hơn nhỉ. Mà rất một mệnh nữa. Nhòn đá đấy. Picnic tạm nhé. Một phát roll đi. Picnic 2 này, hai con voi à? Voi 13 con thôi. Quyết tâm nhé, quyết tâm chơi thú nhá anh em nhé. Này bỏ hết đi. Chắc bỏ hai này vào đi, chắc bỏ thôi. Yon, 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 Yon vào đây đi, này vào đây đi. Yon này vào đây đi. Yon góc kia đi. Có truy hồn luôn. Rồi chịu rồi anh em ơi. Trông tìm bạn sắp chuẩn bị khóc lóc nức nở đấy. Ôi ôi ôi. Are you ready to cry? Các bạn chuẩn bị khóc chưa các bạn? Hai đồ nhé. Giáp của mệnh cho con Floor ngon hơn. Floor đang gạch Ichigo trông giống bạn mình ấy nhỉ.
Phong này xiên đôi này, mà không đây, phong này là xiên đôi này. Phát này không xiên được đôi này. Floor bắt đáy à? Floor bắt đáy á? Thì vòng ô à? Xiên được đôi, có khi vẫn xiên được đôi đấy. Con floor khi đi bộ lên là vừa. Không kịp. Rát đấm. Ok. Floor khi đứng yên luôn. Chắc là giữ chuỗi thắng rồi, cũng lâu dài đấy em. Lên 8 tướng mình đánh gì nhỉ? Yon này, Ignite này. 3 đồ này rồi thì Yon 3 đồ rồi anh em ơi. Chẳng lấy cái phụt chú không? Đừng được thủ vậy. Với cả phụt chú đầu game nó cầm máu ok hơn anh em. Lên 8 tướng mình cho thú vào nhé. Cho thú vào thay mình sẽ bỏ bán thần đi này. Ổn nó man bỏ bán thần. Cho luôn mãn được mà thôi không sao. Hai thương bắt đáy à? Hai thương bắt đáy à? Lo thiên đôi. Ok này. Lau một tí cũng đẹp này. Lo xiên tiếp này. Ui giời ơi, chấp 2 AT này đi. Đấy à, cái phù chú trường sinh đầu game nó cầm máu khá là ok. Cái phù chú trường sinh đầu game khỏe lắm. Lo cầm cái đấy thì đúng điên luôn. Late game thì gặp hơi nhiều hắc ám thì cũng hơi khổ thôi nhưng mà 6 nó mang. Lên được luôn không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên luôn giữ chuỗi thắng nhé. Này. Sẽ để cái này đây, cái này đây, cái này đây. À, trong mấy kỳ. Ờ, trong mấy kỳ. Hơi kỳ thôi, sao đâu anh em, chắc chơi được. Narcot khá là ít này, anh em sẽ cho con kia vào trước này. Con cát này. Giời ơi, con cát. Chết. Kịp ném đồ gì không? Mình cần được bỏ con teo đi không nhỉ? Bỏ con teo đi nhá, giữ con floor lại nhá. Những floor đầu này tầm này sẽ uy tín hơn. Con cát không có đồ này. Ui, nhà này ám hoàng nhìn ghê thế. Big Dead ulti một phát. Ok. Con cát choáng được không? Sao con cát nó còn giáp của mệnh nhưng Big Dead này sẽ cân được. Cần Big Dead nhá. Con cát nhảy đẹp quá này. Đấy, đúng rồi, ok, Big Dead cân. Nó mất cái chuỗi thắng rồi, quả đấy. Quả đấy vội quá, cho con cát vào vội quá em ơi. Mất chuỗi thắng rồi. Đen thật. Bất cẩn quá. Chuỗi thắng rồi. Teo đi này. Con cát đứng đây tanh, con floor đứng đây tanh. Con này đứng đây à? Đứng đây đi. Là con này đứng đây là được rồi. Floor đứng lên dưới không? Cái này cho con floor. À cái này cho con Yon này. Quên lỡ rồi anh em không sao. Ba ma tộc vào đua được này, quên mất còn ba ma tộc. Mình không bỏ hai con này, bỏ nít nít đi à. Floor này chắc bỏ này. Ba ma tộc vào này. Con cát này có giáp vào mệnh thôi nhưng mà vẫn chơi được. Ngọc đại cho con ma lốc à. Yon 11 con. 11 con là mình cầm 3 con nghĩa mình 14, 14 con bạn nữa cầm 4 con à. Chơi được nhỉ. Má tiếc cái trận. Tiếc chuỗi thắng của mình quá. Cái này đi anh em ơi. Con vét mã lốc con von cát đứng dưới nhá. Này đứng trên này nhá, con này đứng trên này nhá. Cái này cho con Yon. Cái này đi. Không có thánh đồ nhưng mà không sao cả. Queen Chan à. 10 con mã lốc lên 9 không? Bây giờ ra chờ một ra một cái thẻ gì đó là ra một cái thẻ ma tộc, một cái thẻ thú thì ngon. Cái đội hình này rất là ok bởi vì nó có kẹp được nhiều thẻ ấy. Thẻ ma tộc cũng được này, thẻ thánh đồ cũng được này, thẻ thú cũng được. Hai cái thẻ đằng sau. Ê, tạo content hay là bây giờ mình muốn làm gì nhỉ? Mình muốn tạo content.
mình muốn tạo content không anh em? Nhưng mà tạo content thì mình sẽ cố gắng làm một con gì đó ra đi. Mình sẽ cố gắng tạo một con gì đó kiểu như con Volcat 3 sao, còn con Balog 3 thì cũng bình thường, nhưng mà thể là Volcat 3 là con tay mình đang hơi chờ đợi đấy. Cân nhắc nhá anh em. Được, mình sẽ chơi như thế. Này đi. Thương vẫn bắt đáy đúng không? Thương bắt đáy, một thương bắt đáy. Hai thương bắt đáy, ok anh em ơi. Sợ Nakot này chui vào đây thì con Yon mình hơi khổ. Nhưng mà chắc là không sao, con cát mình sẽ cân được. Nhảy được một phát này. Rồi chôn khoảng 10 điểm luôn bạn ơi. Chôn thấy thì mình cũng chôn mình xuống mổ luôn đi cho nó xong luôn. Con cát không có đồ gì cũng hơi nhìn hơi đần nhỉ. Muốn thay một con khác, muốn thay một ít không? Này thế mất cái khoảng 100 máu của mình. Hướng à. Chơi chắc là chơi do được anh em ơi. Nên mình sẽ phải chơi ma tộc. Cắt xuống đáy đi. Dễ là phải từ bỏ giấc mơ Yon anh em ơi. Tại vì mình có thẻ tăng sao này nên là kiểu gì mình cũng lên được con Malok 3 hoặc là con Cắt 3 gì đấy rồi, nên là chắc là phải từ bỏ giấc mơ là Yon rồi. Chờ vòng 25 thì lâu quá nhỉ. Ico giờ thì hơi sớm nhỉ. Thôi từ bỏ giấc mơ là Yon nhé anh em nhé. Thì bỏ giấc mơ đến Yon thôi. Bét nộ này, con cát nhảy này. Bạn Doom đừng trô chết luôn đi, đúng rồi, chết luôn đi. Làm gì làm đi. Yon mình sống sáng mai anh em ơi. Đủ rồi, không sống nó sẽ sáng mai rồi. Cùng chiến. Ui, nó xiên hết rồi, con Florian cân hết nhà mình vậy. Mấy cái con lối game này cay thật đấy. Ma lốc này một con này. Thế thì phải là thế này à? Trông nó hơi kỳ một tí à? Không quá kỳ đâu. Ma lốc xuống đáy à? Ma lốc xuống đáy nó hơi kỳ. Nó truy hồn luôn. Cret à? Hay là nhỉ? Này đi. Teo à, nó chẳng phải mình đánh Teo anh em ơi. Teo với cả Malok. Yon 12 con. 12 hoa mà bạn cầm 3 con Yon. Mang nó cắt xuống kia này. Malok nhảy được này. Malok nhảy đi Malok. Ok. Đánh này ok hơn có Malok 2. Malok 2 vào chơi game cũng ok hơn hẳn. Malok chắc chắn lên 3 rồi. Teo, nó lên là con Teo 3 này ngon. Cường một S2. Thêm một nữa thì mình bỏ hai con thú này vào nhé. Cho mình ném đồ sang cho con kia, sang cho con Vera. Cắt cho con cắt đồ luôn. Dọn khả gánh đam này, cứ kệ nó. Nakot thương đáy. Sát thủ, nhiều sát thủ thế. Dòng thổi giữa. Lau thổi giữa. Lốc xuống nhảy một phát này. Cũng khá đẹp này. Nhảy được hai phát, quét nộ được này. Phải điên anh em ơi, phải điên. Hai vòng nữa mình lên nhé. Không cần vội đâu. Thêm thì mình bỏ con John đi. Tiếc nhỉ. Nhưng mà không có thể thánh đồ thì cũng không chơi được. Kệ Yon này. Teo này. Nó đến rồi anh em ơi. Thôi bỏ luôn hai bạn này nhá. Quyết tâm. Teo đến rồi. Teo đến rồi. Ôi chết rồi. Mình chưa mua ma pháp nghỉ viện anh em ơi. Để ý là mua ma pháp nghỉ viện lại nhá. Khi ma pháp nghỉ viện mình chưa mua tí gì luôn này. Không để ý phát là quên mua luôn ấy. Nhìn lại phát nhé.
theo đa phần đánh thú mình thấy xét tướng nó cũng không phải quá quan trọng đâu, đánh hắc ám cảm giác đánh xét tướng như nào quan trọng hơn. Còn đánh thú thì xếp đấu cũng được, cứ sao cho mấy con chủ lực các bạn sống đến chết là được, sống đến lúc chết là được. Muốn cắt ba cần bao nhiêu con? 4 con à? 5 con. 5 con cát. Hơi khó đấy nhỉ. Chrissy không, hay chơi Chrissy tạm nhỉ? Theo 2 mà. Tạm này cũng được, cho ai. Thôi chơi Vera nhé. À đây cho con Malok nhé. Chơi này đi. Chơi này đi. Chơi này đây đi. Mình muốn ném cho con cát này. Để mua ma pháp nghị viện nữa anh em ơi. 6 thú 3 ma. Khá uy tín này. Con cát bên kia nhảy được này. Cát bên kia nhảy điên luôn đấy chứ. Cát này đủ xịn nào ấy. Trông đáng sợ lắm. Không gì được nó kìa. Nhìn được đồ con cát này. Sách thánh à. Chịu anh em ơi. Không làm được gì. Không làm gì được thật. 4 con cát khả năng không lên được con cát 3 rồi. Giấc mộng con cát 3 mình chắc là đi tăm rồi anh em ơi. Cho con cát. Con cát không sách thánh nhỉ. Sao giấc mộng vong các ba của tôi ơi, các ba của tôi ơi, có gì không con này nữa đi các ba này. Ơ đây mình chưa có đi rắc, bình tĩnh anh em ơi, không gì vội, mình lên được cả Malok 3 và Teo 3 mà, bình tĩnh nhá, trận này sẽ là lại một trận siêu phẩm được đấy, được đấy, triển vọng lắm. Thường bắt đáy anh kia này. Mà lúc có này thể hơi xấu này. Không phải quá xấu nữa, hơi xấu. Ok này. Nhảy được này. Dính truy hồn vào con Moncat này. Thì Lu gặp mình thì chết rồi. Bây giờ là Teo 3 này. Teo mình cần hai con nữa. Cứ roll mà ra Teo 3 luôn thì càng tốt. Cho mình để này cho Malok. Hoặc là con cát, hoặc là chấp hẳn hai cái thẻ tăng sao luôn, hoặc là chấp luôn, đúng không anh em? Ê sao ma pháp nghị viện mình đâu ấy nhỉ? Đây cần ma pháp nghị viện lắm ấy. Teo ma nát à? Chắc chắn là có Teo 3 này. Chờ thêm còn cái gì nữa thôi. Không vội em á. Không hề vội nhé, không hề vội luôn. Rồng truy hồn thổi góc nào đây? Góc này à? Góc này sang đây đi. Để ngay sang đây tí cho mấy con rồng ở giữa nó cũng thổi sang mấy góc ở đấy. Thổi xấu hết đi. Rồng này thì thổi hơi bình thường. Lu ulti luôn à. Chết hết thú nhà mình đi. Ok. Rồng thổi đẹp này. Red nộ được mày. Mà lốc nhảy phát là chết Nakot. Ôi này. Đánh thường phát. Mày hả bưởi. Phải quá anh em. Bán thân gặp mình đi. À đây một bạn. Mấy bạn khác đâu. Gọi đồng bọn mày ra đây. Phera các thứ đâu. Tốn tiền quá à. Malok 3 này lên luôn không? Teo còn 7 con, Malok còn 7 con. Chờ đến lên cả 2 nhá. Chờ hơn em. Hoặc là Volcat 3. 3 con Volcat nữa à? Ê còn... Ơ! Còn 1 con Volcat nữa, lên được Volcat 3 này. Ờ đúng rồi. Ê. Có lẽ nào Volcat 3 là không có thách thánh nhưng mà cũng hay ho đấy. Cứ phone cát 3 là hay rồi anh em ơi, phone cát 3 là hay đấy. Ờ ha, xong rồi mấy con này mình roll lên.
Thế rồi, Teo 3, Malok 3, Phong Cát 3. Nổi da gà anh em ơi. Chết dở, chết dở, chết dở. Ê, không được đâu. Như thế. Cháy quá à. Cháy quá à, run phát nữa. Không có gì. Ê, nhưng mà như thế là đúng cháy luôn ý. Thật bình tĩnh. Ôi chết rồi, có bạn ấy cũng bốn máu này. Chết rồi anh em ơi, giấc mơ. Giấc mơ của mình. Ê, ê đừng, đừng. Đừng. Có sao mấy bạn kia mình vẫn thấy còn 5 bạn, 4 bạn gì cơ mà. 5 con muốn cắt. Chắc tìm được thôi, chắc tìm được thôi. Chắc là tìm được thôi nhỉ anh em nhỉ. Chắc là không có chuyện đấy. Bạn này nguyên tố bán thần cái quái gì này. Bán thần gặp mình thì đúng đúng tắt điện rồi. Không chịu. Cắt ba đây rồi. Phải là con cắt ba đấy. Thế này tăng sao tướng được. Ừ, không có gì. Teo này. Ê, vượt cửa. Để mà hẳn một con Teo 3 ở dưới luôn. Không cần chơi em ơi. Nhưng mà mình cần con cắt 3. Ê đừng bảo trước ngưỡng cửa thiên đường rồi mà nó còn không cho mình chơi nhá. Ê. 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 Ơ đừng. Ơ đừng. Thua cũng được anh em ơi. Vốn cắt 3 là quan trọng hơn. Đâu ấy nhở. Mình bán là con Teo 3 của mình rồi. Ê sao sao. Má nó nhá, mình hy sinh hết tất cả với con phong cắt 3 này rồi. Đùa. Chết rồi, lại mất cái trận top 1 của mình vì cái lý do vớ vẩn này. Mà trốn rồi. Ê, sách thánh đâu? Ây rồi ơi. Ây, ây, chết hết tiền rồi. Sao nó có nhiều cái vấn đề thế nhở. Thua cũng được em ơi, nhưng mà không sao, chúng ta có con phone cắt 3 bây giờ. Sắp có rồi. Mà các bạn không biết mình đã hy sinh nhiều những gì. Mình hy sinh một con Teo 3, một con Malok 3 để có con phone cắt này đâu anh em. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đấy, 44 máu chắc là sống một phát. Malok mình không kịp làm gì luôn kìa. Mình cho một con khác nó đi xuống đi. Malok này mình đáng thương quá à. Con cát 3 chắc cũng không chơi được mấy bạn này đâu, chắc vẫn thua thôi, nhưng mà ít nhất nó có con cát 3. Không sao hết. Khóa lại lần nữa cho yên tâm. Chắc chắn là mình vẫn thua thôi nhưng mà nó có con cát 3. Nó tạo content. Anh em thấy quả bán Teo 3 không? Không là gì hết. Không là gì hết anh em ơi. Nó là được kéo nhỉ, không có sách thánh. Không sách thánh không là được. Không cho nó truy hồn đi. Biết đâu nó chơi được quái gì anh em. Đó. Đó là thế, thế là đó. Rồi cái Malok mình bị nhảy xuống góc kia nó hơi đần độn đúng không? Nên mình sẽ để sang bên góc này nhé. Cho Volcat này chơi với nhau nhé. Đó, thích chưa, thích chưa. Bạn chơi với nhau nhá. Vui vẻ nhá. Hòa đồng nhá. Đừng có gây lộn vớ vẩn nhá. Đó, thích chưa, thích chưa. Volcat xuống đây đúng không? Thích chưa? Đó. Ôi, bạn này lại cho một cát để xuống đây rồi. Không sao, con này con mình có truy hồn. Sao một cát mình lại chết rồi? Để còn một cát bà nó rất là lỗi nha. Má nó. Ê, nó còn chưa kịp nhảy phát nào ấy. Buồn không? Nhưng không sao, tạo con tem là vui rồi. Thua là phụ thôi. Chứ thắng thì tất nhiên mình sẽ chơi đi tìm tướng cẩn thận đâu rồi. Mà mình bảo mình leo rank hộ rồi,
mình vào mình chơi nghiêm túc rồi mà sao mình chơi kiểu trốn trốn nhỉ? Sao top 2 không khác top 1 mấy đâu, chắc ít hơn tí điểm. Hôm nữa trận nữa vẫn lên rồi. Anywho, vậy thôi, vì mình ngày nay là kết thúc rồi. Thì kênh này hãy like, subscribe và comment xuống bên dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Okay.